Nên là cũng không có chỗ để xe đậu rồi chờ rồi đó lúc nào cũng vậy. Giờ chứ toàn người ăn ở không, người ta đi làm đâu, ra sốt ngồi chơi không. Mười một giờ 14 phút rồi mà nó còn không có một cái chỗ đậu xe luôn á. Người ta đi chợ, anh đi chợ chừng tiếng là về, còn đa số là người ra đây ngồi chơi không. Với lại nhiều người chắc là người ta đậu xe đặng người ta đi xe bát sau rồi đi làm chưa xe tiền. Bây giờ các phạt đậu cả ngày cũng được, không bị cấm nữa. Hồi xưa chỉ đậu được 3 tiếng thôi, còn giờ ta đậu đã hy sốt hết trơn, nghĩa là người ta đậu đèn đi làm đi sốt là không có chỗ đậu xe, bực chết. Và thứ 6 rồi, cuối tuần rồi, nhanh quá trời luôn rồi.